nó giúp cho mình định tâm rất dễ dàng. Mới đầu mình tụng á, mình bị tư tưởng mình nó loạn phải không? Cái mình sẽ nói rằng con tụng kinh hoài mà tâm nó không định. Thôi để khi nào con định rồi con tụng. Định nổi không? Tụng kinh mà còn chưa định mà đợi định chừng nào định? Còn khuya. Cái trường hợp là khi tâm nó loạn thì chúng ta cần phải tụng. Tụng một ngày, hai ngày, năm chày dày tháng thì bắt đầu tâm nó mới định. Đã nói rồi, công phu là do mình để cái tâm trí mình vào đó. Chứ có ai làm cái gì mà chỉ một buổi là nó xong đâu. Phải không? Mình muốn là vẽ một bức tranh cũng phải để hết tâm ý vào đó. Thì chúng ta cũng vậy. Có nhiều người nói á, thôi để khi nào mà bây giờ tâm con còn nghĩ chuyện trần tục lắm, để khi nào tâm con định rồi con tu. Không bao giờ định nếu không chịu tu. Bị gì cái tâm nó loạn như vậy, cho nên cái phương pháp tu hành lúc đó nó mới cần thiết. Thấy không? Chứ đừng có đợi nha. Đừng có đợi khi nào tâm tịnh mới tu. Đợi chừng nào, đợi khi nào rảnh rang mới tu. Không tu là không bao giờ rảnh. Thấy không? Mà Phật có dạy mình, chư tổ dạy mình có nhiều pháp tu lắm. Tu trong bận rộn. Người nào rảnh thì tu theo rảnh, người nào bận thì tu theo bận. Người nào mà thậm chí mà không có tụng kinh được ở trong nhà thì tụng kinh trên xe, niệm Phật trong xe. Đó. Thì khi mà cái định căn nó có rồi, nó đưa ra cái định lực là mình nhìn cái người đó, thấy người họ nó rất bình an. Có nhiều khi á, quý vị chỉ cần ngồi gần một cái người mà trong tâm họ bình an, đó, tự nhiên mình cũng thấy ít nhiều mình cũng lây được cái bình an của họ. Còn người nào mà mình thấy mình ngồi gần hồi mình cảm thấy nó có cái gì đó là do tâm không có an. Cho nên trong gia đình cũng vậy, cha mẹ cũng vậy. Hai vợ chồng sống với nhau mà không đầy đủ những năm cái thứ hào quang gọi là tính tấn niệm định tuệ này, không tỏa được hào quang đâu. Mà hào quang mà không tỏa ra được thì con mình nó không có sáng được, nó không có soi sáng được bởi những cái ánh sáng đó của mình được. Mà nếu mà mình cứ gây gổ, mình cứ trách móc, mình cứ giận hờn, mình cứ nghĩa là ấu đả với nhau hoài thì con cái nó hưởng hết những cái không khí đó. Quan trọng lắm. Cho nên á, không phải đợi làm Phật mới có hào quang. Mà khi nơi mình sống có tỉnh thức, sống có bình an thì hào quang nó xuất hiện. Mà hào quang này là hào quang gì? Hào quang của tính, của tấn, của niệm, của định và cuối cùng là của tuệ. Một khi tâm mà định thì tuệ nó sinh. Tuệ là gì? Là trí tuệ. Trí tuệ tức là mình biết sáng chế, mình biết sáng kiến, mình biết khéo léo, mình biết uyển chuyển, mình làm sao cho cuộc sống của mình và của những người thân của mình có hạnh phúc, có an vui. Tuệ là vậy. Tuệ từ đâu mà ra? Từ cái người có tu tập mà ra. Còn mình đi vô trường mình học, cái đó gọi là học thức. Vô trường mà học bao nhiêu, chữ nghĩa bao nhiêu, đó là chỉ mới học thôi, chứ chưa có tuệ. Nhưng mà người muốn có được cái tuệ, cái trí tuệ là nhờ học. Nương cái học làm cái căn bản, làm cái căn bản, làm cái căn cứ. Rồi từ đó mình phải phát huy để mình sanh ra trí tuệ. Giống như Phật tử mình á, đầu tiên là phải nương vào giáo pháp, nương vào lời kinh tiếng kệ, phải không? Rồi nương vào cái đó tu tập. Khi mà tu tập nó thuần thục lâu ngày rồi, trí tuệ nó phát sinh. Nhưng mà cái điều căn bản này rất quan trọng, rất cần thiết. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên á, đi chùa nè, lễ Phật nè, tụng kinh nè, mặc áo tràng nè, lần chuỗi nè, quan trọng lắm. Mặc dù nó là phương tiện, nhưng mà không có phương tiện này thì không bao giờ mình đi tới cứu cánh. Đây là những cái chiếc thuyền đưa mình qua sông, phải nương vào đó. Vì vậy ngày xưa, khoảng năm 1950, xin lỗi, 1889 tại Tích Lan, 1889 tại Tích Lan, Tích Lan là Sri Lanka, có một ông người Mỹ sanh tại Hoa Kỳ. Ông tên là Henry Olcott. Ông sinh 1832. Ông là một đại tá hải quân của quân đội Hoa Kỳ. Ông sanh tại New Jersey, Hoa Kỳ.
do một cái nhân duyên, ông làm phóng viên cho một tờ báo ở tại New York. Cái tờ báo đó tên là The New York Daily Graphic. Thì khi mà ông làm phóng viên cho cái tờ báo đó, và cái tờ báo đó đã đưa cho ông một cái nhiệm vụ là đi phỏng vấn một người đàn bà người Nga. Bà này tên là Helena Blavatsky. Bởi vì bà này có một cái đời sống tâm linh rất đặc biệt. Và lúc đó ông Olcott này, ông Henry Olcott này được giao cái nhiệm vụ là một phóng viên đi tìm hiểu về cái đời sống tâm linh của bà này. Thì khi hai người gặp nhau ở tại một nông trại của New York, thì bà này đã hướng dẫn ông này trở thành ra một Phật tử. Và cái ông này và bà này đi qua Tích Lan và đã quy y thọ giới, thọ năm giới với một vị thượng tọa người Tích Lan. Và họ đã phát huy, ông đã tổ chức những cái trường học ở bên Tích Lan vào thời đó, tức là khoảng 1889. Thì ông và cùng với một thượng tọa khác đã nghĩ ra và thiết kế ra một lá cờ cho Phật giáo Tích Lan. Và trên lá cờ đó có đầy đủ 5 màu, là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam và một cái màu tổng hợp. Và cái lá cờ đó đã được sử dụng tại các chùa viện của Phật giáo Tích Lan vào năm 1889. Mãi đến 1950, tức là khoảng 60 mấy năm sau, thì một cái đại hội Phật giáo thế giới tổ chức tại Tích Lan. Và Phật giáo thế giới lúc đó họp lại có 26 nước. Và nước Việt Nam mình là một trong 26 nước đó. Và cái vị thượng tọa mà đại diện cho Phật giáo Việt Nam đi tham dự cái hội nghị Phật giáo quốc tế kỳ đó chính là thượng tọa Thích Tố Liên. Và chúng ta gọi là Hòa thượng Thích Tố Liên. Hòa thượng lúc đó là đương kim trụ trì chùa Quán Sứ ở Hà Nội. Và Hòa thượng được cử đi với một vị chính quyền nữa, người Việt Nam, hai vị thôi. Thì cái vị chính quyền đó đi theo tháp tùng để làm thông dịch viên cho Hòa thượng. Và Phật giáo thế giới họp tại Tích Lan đã thống nhất với nhau lấy cái lá cờ của Phật giáo Tích Lan làm cái lá cờ Phật giáo thế giới. Và nước Việt Nam mình đã được tặng cho cái lá cờ đó đem về nước do chính Hòa thượng Thích Tố Liên mang về. Và năm 1951, một đại hội tăng già toàn quốc tổ chức tại chùa Từ Đàm ở ngoài Huế. Lúc đó Hòa thượng Thích Tố Liên có tham dự và đem tặng cho giáo hội Tổng hội Phật giáo Nam Việt ở tại chùa Từ Đàm lúc đó tặng lá cờ đó. Và giáo hội lúc đó cũng đã thống nhất lấy cái lá cờ Phật giáo đó làm lá cờ của Phật giáo Việt Nam. Quý vị có hiểu ý không? Như vậy thì cái bắt nguồn từ đâu mà chúng ta ngày nay chúng ta có cái lá cờ đó? Nó bắt nguồn từ một ông Phật tử người Hoa Kỳ đã quy y thọ giới tại Tích Lan, đã hợp tác cùng một thượng tọa người Tích Lan sáng chế ra cái lá cờ đó. Và khi ông sáng chế, ông nói một câu như thế này, là nếu có thể được thì Phật giáo thế giới sẽ chấp nhận lá cờ này, cũng giống như tín đồ Thiên Chúa giáo đã chấp nhận cây thánh giá. Không cần biết người Thiên Chúa là tin là Việt Nam, là Tàu, là Mỹ, là vì gì hết, mà ai cũng đều chấp nhận cây thánh giá là của chung. Quý vị hiểu ý không? Thì ngày nay cũng vậy. Lá cờ Phật giáo Tích Lan được chế tác 1889, và đến năm 1950 thì lá cờ đã được công nhận là cờ Phật giáo quốc tế. Và trên đó có để 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Màu xanh là tượng trưng cho định căn. Hồi nãy giờ mình nói đó, tính tấn niệm định tuệ đó. Màu xanh là tượng trưng cho định căn. Màu vàng tượng trưng cho niệm căn. Màu đỏ tượng trưng cho tấn căn. Màu trắng tượng trưng cho tính căn. Và màu cam tượng trưng cho huệ căn. Tính, tấn, niệm, định, tuệ.